trời. Ê, ngon gỗn này. Ôi, để chạy để chạy qua. Lẫm nè. Thì thấy có lý chưa? Hàng lọc chưa? Ây da. Ây da. Hello cả nhà, thì Tâm Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi câu cá lăng nha cả nhà. Câu cá lăng ngoài sông ở khu vực Vĩnh Sương nha. Đó, thì sông đây rất là bự. Thì mà này là mình câu trên đầu cồn nha. Đó, có một chùm bè nhỏ nhỏ vậy nè. Thì mình câu theo những mé như thế này nha cả nhà. Nhưng mà không biết nó có cá lăng đi xuống đây chưa thì mình chưa biết nha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ câu thử như thế nào nha. Cả nhà mời cả nhà cùng đón xem nha. Mồi cá lăng mình thì nó cũng như thường lệ thôi. Nói chung là cũng như rù cá nha cả nhà. Là nó dính được đủ thứ thực vật. Dính tôm. Thế mạnh thì tôm và cá lăng nha. Còn mà dính cá dồ đếm, cá bụng ba sa, nhiều khi dính cá cha nó cũng chừng nó hên xui thôi. Thì thế mạnh nó là cá lăng nha. Mồi này thì làm không thuốc, không quá chất, cũng không quá chất bảo quản luôn nha cả nhà. Làm rất là tự nhiên. Thì thời hạn sử dụng của nó thì mình để trong mát khoảng 2-3 tháng là nó ok nha. Này mình thả xuống đây thử coi nó có dính gì không. Thấy chỗ này, ơi trời cạn dữ gì. Cạn nhách luôn cả nhà. Mà nó không có chảy luôn. Cạn mà cũng không chảy nữa. Này đâu chừng hơn mét gì. Thử coi. Nhiều khi nó có sao. Chỗ này thì mé cỏ trà cây rồi nó ta chặt chứ nó ngã ra dữ lắm nha. Không biết có cá nó đậu hay không thì mình chưa biết nha cả nhà. Câu thử. Nếu không được thì mình dời xuống gần bè nha, đổi điểm gần bè nha cả nhà. Yeah.
luôn. À. Trời ơi. Ổn. Anh đang nuốt nữa, nuốt quá chân. Trời ơi. Hết túi rồi. Rút luôn đây. Nó ăn nữa rồi đó các bạn, nó lõm lõm vậy nè, thẳng dây rồi kìa, nó lõm lõm vậy. Đấy, nó mất tiêu nữa rồi. Cái lượng luôn các bạn ơi, con này hơi bự hơn nè, như cái bã đó. Nó xuống lại luôn, bạn này lên coi. Cái một lượt luôn, quá trời ngon.
kênh cho anh lại. Tại giờ bánh sốt, bánh sốt nước mưa chạy chạy nữa nữa chạy lúc rồi vô lúc rồi lúc rồi lúc rồi đi gì chịu nổi thế nào ơi. Phê phê tôi lên dịch dịch mời thả xuống rồi hãy gửi con kia cái hồng dây chạy nữa gì. Chúng ta cũng cả ngoài mà móc cũng được chúng ta chứ. Xuống này đi. Trời đâu quá vậy. Ra 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 ra. Nó mạnh thế nào, nó mạnh thế nào, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Như nước trên trong ngoài sông nó đạp thẳng như trong bài luôn, nó trôi ủn 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 như đó, giờ nó trôi ngược xuống lại nè các bạn. Nó xuống rồi nó cho vô trong bờ xích ra này nè, xích ra chút rồi mệt quá.
Trời đúng hả? Trời ơi, luôn trời. Ủa, trời. Rút. Về nha các nhà.